năm đặc điểm nhận diện sinh viên đại học song ngữ quốc tế. Đây cũng chính là lý do nhiều thí sinh chọn trường đại học kinh tế, tài chính thành phố Hồ Chí Minh UF, nơi đào tạo sinh viên theo định hướng hội nhập đã có sức hút về chất lượng đầu vào, cũng như khi tốt nghiệp, năng lực tiếng Anh vượt trội, kiến thức chuyên ngành mà sinh viên được trang bị trong quá trình học tập tại trường đại học là điều kiện cần, tuy nhiên vẫn chưa phải là điều kiện đủ. Các bạn cần phải có thêm vốn ngoại ngữ và kỹ năng mềm để vươn đến chuẩn sinh viên toàn cầu. Đại học song ngữ quốc tế là môi trường tốt để nâng trình tiếng Anh, Hiện nay, tiếng Anh là ngoại ngữ thông dụng nhất, nếu bạn có thế mạnh này thì sẽ dễ dàng thành công trong môi trường đại học cũng như trong quá trình tìm việc. Tại UEF, tiếng Anh được xem như là ngôn ngữ đinh, thời lượng các môn học bằng ngôn ngữ toàn cầu này chiếm đến 50% với 7 cấp độ tiếng Anh chính khóa. Việc sinh viên UEF sở hữu năng lực tiếng Anh nổi trội là điều dễ lý giải. Sở hữu tư duy đột phá, sở hữu khả năng sáng tạo với những ý tưởng đột phá sẽ giúp bạn trở nên nổi bật Tất nhiên ngoài khả năng thiên bẩm, quá trình học tập, rèn luyện cũng góp phần tạo nên những tài năng với những sản phẩm sáng tạo độc đáo, mới mẻ. Những cuộc thi dành cho sinh viên là miền đất hứa cho các tài năng phát triển. Việc tham dự các hội thảo chuyên đề, cuộc thi học thuật, hoạt động nghiên cứu khoa học sẽ giúp bạn sở hữu những công trình mang thương hiệu bản thân. Nhiều sinh viên UEF đã khẳng định tài năng qua các cuộc thi học thuật từ quy mô cấp trường như CEO tiềm năng, Edderbet, ý tưởng sáng tạo sinh viên, mic vàng UEF, Logistic Talent cho đến quy mô toàn quốc và khu vực như cuộc thi Business Ideas, Nielsen K Competition, IKEV 100 và đều giành được những thứ hạng cao. Tự tin hội nhập, một sinh viên toàn cầu phải thực sự tự tin thể hiện khả năng hội nhập về ngôn ngữ, văn hóa cùng bạn bè năm châu. Tích cực thể hiện tinh thần hội nhập với hoạt động giao lưu quốc tế, nếu trở thành thành viên của nhà UEF, không khó để các bạn có thể tham gia vào hàng loạt chương trình giao lưu quốc tế, chương trình giao lưu học thuật thường niên Plus 3 giữa sinh viên trường Đại học Pittsburgh, Hoa Kỳ và UEF, chương trình trao đổi sinh viên giữa UEF và Đại học Bangkok, Thái Lan, Đại học Gloucester, Anh Quốc, Đại học Seri, Malaysia, từ đó giúp bạn có cơ hội khám phá về văn hóa đất nước con người, kết nối bạn bè và mở rộng tầm nhìn trên mọi mặt. Chuyên môn vững vàng kiến thức chuyên môn được đào tạo bài bản sẽ giúp các bạn có nền tảng vững vàng để khám phá, chinh phục kho tàng tri thức vô tận của thế giới. Đây cũng là lợi thế lớn để cạnh tranh trong nền kinh tế mở với nhiều cơ hội và thách thức. Những cử nhân bước ra từ UEF luôn được các nhà tuyển dụng đánh giá cao. Con số 90% tân cử nhân đã có được việc làm ngay khi tốt nghiệp, trong đó 30% được các doanh nghiệp giữ lại làm việc. Trong quá trình thực tập là kết quả của quá trình trang bị toàn diện kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc, khả năng thích ứng thực tế ngay trên ghế nhà trường hết mình vì cộng đồng. Những chương trình tình nguyện vì cộng đồng và môi trường, các hoạt động của các câu lạc bộ đội nhóm sẽ giúp bạn mở rộng các mối quan hệ xã hội, cũng như hình thành và hoàn thiện kỹ năng, phong cách sống của bản thân. Và những hoạt động này cũng không thể thiếu sự tham gia tích cực của sinh viên UEF. Tại UEF, sinh viên được tạo điều kiện tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng có thể thấy tại uef sinh viên có rất nhiều cơ hội để tham gia vào các hoạt động bổ ích như đông sẻ chia xuân tình nguyện trung thu tình nguyện mùa hè xanh thông qua những hoạt động thực tế này các bạn sẽ tích lũy thêm cho mình những bài học quý báu về cuộc sống nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất